Trong một năm qua, định kỳ từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 3 hàng tháng, huyện Nam Trà My ở tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh. Phiên chợ sâm không chỉ là nơi để giao thương giữa người trồng sâm với các khách hàng trong nước và ngoài nước, mà còn là nơi để giới thiệu những nét văn hóa, ẩm thực, kỹ thuật trồng, bảo vệ và chăm sóc cây sâm độc đáo của đồng bào Xê Đăng. Phiên chợ sâm đã dần trở thành một thương hiệu độc đáo, giúp nâng cao giá trị kinh tế, văn hóa của cây sâm Ngọc Linh, đồng thời góp phần xóa đói, giảm nghèo và tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng trong và ngoài nước. Trên sườn núi Ngọc Linh thuộc địa phận huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nằm ở độ cao từ 1.500m đến 2.500m là những khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật hàng trăm năm tuổi. Môi trường khí hậu thổ nhưỡng thích hợp đặc biệt cho sự phát triển của một loại cây đặc hữu, đó là cây sâm Ngọc Linh hay còn gọi là sâm Việt Nam. Theo đánh giá của các nhà khoa học, trong thân và rễ củ sâm Ngọc Linh đã phân lập được 52 hoạt chất saponin, trong đó lá và cọng đã phân lập được 19 saponin pamaran. Với hàm lượng vi chất nhiều và có giá trị đặc hữu như vậy, nên sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam được xếp vào một trong 4 cây sâm quý nhất trên thế giới. Để góp phần giới thiệu cây sâm và các sản phẩm sâm Ngọc Linh chính hiệu đến với người tiêu dùng, doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ tháng 10 năm 2017, huyện Nam Trà My đã có sáng kiến tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh. Hàng tháng đều có phiên chợ sâm, từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng. Thì du khách hoặc là người tiêu dùng muốn mua sâm thật á, thì tới phiên chợ sâm. Cái thứ hai là trong phiên chợ sâm còn bán những sản phẩm từ sâm thì cũng đủ đáp ứng cho thị trường trong những năm tiếp theo. Để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho việc buôn bán sâm củ và các sản phẩm chế biến từ sâm, nhất là chống sâm giả, hàng giả tuồn vào chợ sâm, huyện Nam Trà My đã lắp đặt hệ thống máy lạnh camera giám sát trong khuôn viên hội chợ rộng khoảng 500m² và thành lập tổ tư vấn thẩm định chất lượng sâm Ngọc Linh ngay tại cổng ra vào. Chính vì sự an toàn và uy tín của phiên chợ sâm Ngọc Linh, người trồng sâm, doanh nghiệp kinh doanh sâm và khách hàng đã tìm đến phiên chợ sâm lần sau nhiều hơn lần trước. Theo số liệu tổng hợp, qua 13 phiên chợ, người dân và doanh nghiệp đã cung cấp cho người tiêu dùng 500kg sâm củ Ngọc Linh cùng hàng chục tấn dược liệu với tổng doanh thu hơn 50 tỷ đồng. Trong đó riêng nguồn thu từ sâm củ Ngọc Linh hơn 40 tỷ đồng. Cái hội chợ này đấy, nó kích thích cho người nông dân ở cái huyện Nam Trà My này sẽ phát triển cái trồng sâm. Và thứ hai nữa là nó đảm bảo cho người mua là tin là sâm vào đây là chất lượng sâm thật chứ không phải sâm giả. Bên cạnh các gian hàng bày bán sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu, tại phiên chợ còn tổ chức buôn bán các mặt hàng nông sản và cây dược liệu quý của địa phương như giảo củ lam, đẳng sâm, đương quy, sa nhân, quế, chè dây. Đây là những cây dược liệu được trồng dưới những tán rừng già ở địa phương nhằm xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm thu nhập. Quan trọng hơn, điều này cho thấy người dân đã có ý thức giữ rừng, bảo vệ rừng để trồng cây dược liệu. Nói chung là từ hồi diễn ra cái lễ hội sâm và cái chợ phiên sâm hàng tháng á, là bà con mình từ có ý thức được trồng tất cả những cái sản phẩm đó là đem ra những cái thu nhập cho cái gia đình họ. Nên là tất cả mọi nhà bây giờ đều đổ xô trồng tất cả các loại cây dược liệu và đem ra cái sản phẩm của mình trưng bán tại lễ hội sâm. Phiên chợ sâm Ngọc Linh không chỉ giúp người trồng sâm tiếp cận được thị trường, bán sản phẩm đúng giá trị thật, người tiêu dùng mua được sâm Ngọc Linh thật, chất lượng tốt, mà còn giúp các doanh nghiệp mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sâm Ngọc Linh tại các nước trong khu vực và trên thế giới. Cùng với đó, phiên chợ cũng góp phần quản lý chất lượng, bảo vệ thương hiệu, đưa sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam trở thành sản phẩm quốc gia và có chỗ đứng trên thương trường quốc tế. Quận Hàm Giang, tỉnh Gyeongsang Nam của chúng tôi và huyện Nam Trà My đã ký kết hỗ trợ về phát triển thương hiệu sâm. Người dân ở Nam Trà My rất có ý thức trong trồng sâm. Chúng tôi sẽ giúp các bạn xây dựng thương hiệu, đảm bảo thị trường tiêu thụ tốt và bậc nhất trên thế giới về sản phẩm sâm. Quán sâm là chủ yếu, nhưng không có bán sâm thì huyện Nam Trà My cũng đã tổ chức bán các loại dược liệu cũng như các cái hàng hóa đặc sản khác ở vùng cao của huyện Nam Trà My. Chính vì vậy nó góp phần nâng cao cái thu nhập cho người dân. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai có thể bán được cho tất cả các cái địa phương khác ở trong vùng, kể cả các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam cũng như tỉnh lân cận là tỉnh Kon Tum. Phát triển sâm Ngọc Linh thì gắn với bảo vệ rừng. Chính vì vậy mà
Tôi rất vui mừng khi thấy cái diện tích trồng sâm Ngọc Linh đang ngày càng tăng lên và người dân đang trực tiếp trồng. Thì người dân ý thức được rằng phải bảo vệ tán rừng để có thể phát triển được nguồn sâm. Tôi cho rằng những cái việc như thế là vô cùng có ý nghĩa đối với huyện Nam Trà My, với tỉnh Quảng Nam và với cây sâm Việt Nam. Phiên chợ sâm Ngọc Linh đã thật sự trở thành sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại độc đáo của bà con Xê Đăng tại huyện Nam Trà My. Phiên chợ sâm Ngọc Linh sẽ mang lại cho người tiêu dùng và du khách trải nghiệm thú vị về vùng đất dưới đỉnh Ngọc Linh cao hơn 2.500m so với mực nước biển. Nam Trà My vì thế hứa hẹn là điểm nhấn về du lịch, kết nối Hội An, Mỹ Sơn, tạo thành chuỗi các điểm du lịch tham quan, nghỉ dưỡng và mua sắm khi đến Quảng Nam.